xin chào mọi người nha. Hôm nay Phượng đưa ông bà nội đi chơi. Đó. Rồi, đi lên thang máy để mình hôm nay mình sẽ trải nghiệm đi tàu hỏa nha mọi người. À, sorry, đi tàu điện. Bây giờ đưa ông bà ra chỗ thang máy. Thang máy thì thôi được rồi, đi thang máy cũng được. Đi cùng đây, đi cùng luôn, bé là ấn nha. Nhà ơi, mình đang ở ga Văn Quán nha mọi người. Đây bà ơi, ông bà đứng đây. Ga Văn Quán. Chụp cho ông bà kiểu ảnh nha. Tắt máy đã. À, chụp được mấy kiểu ảnh rồi. Bây giờ sẽ đi vào trong để mua vé nha cả nhà. Lấy gì nè? Vào trong không cần đeo kính nữa, trong râm rồi. Đây, tới rồi. Cho đây nó không đẹp. Với đường à? Đường gì? Đường người trai à? À, bây giờ mình sẽ đi đi ra Cát Linh là bao nhiêu tiền nhỉ? Ra chọn Cát Linh này. À, số người đâu rồi? Số lượng là 3 này. À, chọn tiền mặt này. Xác nhận, quên rồi xác nhận. Quên mất không xác nhận, đòi đưa tiền. Mày sao không nhận nữa nhỉ? Đấy, rồi, giật cả mình. Đấy. Xác nhận, và họ trả lại tiền thừa. Vé. Ba vé. Đây, ba cái và tiền thừa 4.000 đây. Đấy. À, 12.000 một người. À, là 3 vé hết 36.000 thôi. Văn Quán Cát Linh nha. À, bây giờ mình đi ra kia mình tích vé. Đây. Đây đi bên xanh này. Ông bà tích vào đây. Chạm vào đây quẹt dơ thẳng. Rồi cái đi. Từ bà đi ông đi qua đây. Bây giờ hết lượt như đây. Rồi bà ấn vào, chạm vào. Xong. Chuyến tàu tiếp theo, ôi 18 phút nữa à? Chuyến tàu đến 8 phút, chuyến tiếp theo 18 phút. 8 phút nữa đến, dừng 10 phút cả. Thế còi đây ông bà, đi vào. Ga Văn Quán, tiếp theo là ga Phùng Khoan. Đấy, phía trước đó là ga Hà Đông. Chuyến đến 8 phút, chuyến đến là chuyến bên này. Chuyến đến 8 phút, chuyến bên này, tàu bên này đó. Đây là tàu đi giờ bắt đầu đến ga Hà Đông. Đây tàu này đi từ hướng Cát Linh đến này. Tàu còi tít còi luôn. Cửa mở thì đi vào. Từ từ nhá, từ từ. Đi ra trên này, lên ra trên này. Từ từ. Đi vào. Xem một ghế ngồi. Đây ghế trống lên ngồi đi.
tàu đông kinh nhỉ. Hôm trước mình đi thì vắng tanh. Sáng nhắn hỏi rồi, hôm nay là cả ngày. Tí nữa.
Không nhìn em ơi. Đang bà nhìn lên nhìn vào để trong tự nhìn tự chỉnh cho em nhé, để con lấy hình cái tàu nha. Hai mà phải ngang mặt nhau thì nó mới cùng nét. Ga tiếp theo là ga cuối Cát Linh. Toàn bộ quý khách vui lòng xuống tàu tại nơi này. Cảm ơn quý khách đã đi tàu. Chúc quý khách nguyên nguyên. Chờ đến cái chữ bà nhìn đây. Bây giờ xuống đây hết, tất cả đến cuối rồi. Đây, ra cửa này, cửa này, cửa này. Bên nào, mình xuống bên nào. Nhầm nhọt đấy, sao đây. Ai chả, đổi hướng ra đây được. Bên này, mở ra bên này. Cửa xuống là sao gãi lên luôn. Bước chân phải ra. Đeo kính đen này không nhìn thấy gì. Mắt đã kém rồi. Giờ đi khám đeo kính lão. Đấy,